It's time to start the lesson today. I'm so excited about the new lesson today. Now let's get started. First of all, we need to review some letters in the alphabet. Đầu tiên thì chúng ta sẽ review một vài chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh ha. Okay, can you see my screen? Tụi con có thấy màn hình cô không? Dạ có. Dạ có. Dạ. Okay, thank you. Dạ có. Okay, thank you the whole class. Okay, look at this picture. This letter and tell me what letter is this? Who remembers? Bạn nào nhớ chữ cái này đọc là gì nào? Raise your hands if you know. Rồi, nghe cô dặn này. Khi nào cô mời bạn đó trả lời thì bạn đó trả lời nha. Okay? Is it okay? I hope so. Tường Vy, turn on your mic. Tell me this letter. I. I, good job. Very good. Now I will call David to repeat this letter for me. I. Good job. Nên nhớ rằng chữ cái này khi đứng một mình chúng ta sẽ đọc là A, không có âm cuối nha. Đọc bình thường cho cô thôi. A, không âm cuối nào hết. A. Okay. I will call James. James. Turn on the mic. Dạ mở tiếng rồi cô ơi. Okay, can you say that again? A. A, good job. Thank you, James. Thank you so much, Rebecca. Hi. Very good. Thank you, Rebecca. Lucy. Hi. Very good. Hi. Thank you, Lucy. How about Angela? Turn on your mic, please. Hi. Very good. Thank you, Angela. Hi. How about Anna? Anna, turn on your mic, please. À, Anna ơi, con mở mic lên nha. Cô thấy con nói nhưng mà chưa mở mic. Con biết mở mic không? Anna, can you hear me? Okay, I will call another person. À, Anna chưa mở được hả? Okay, another person will be Matt. Turn on your mic, please. Yeah. Okay, this. Okay, very good. Excellent. Thank you, Matt. So now we will discover one word that begin with the letter A. Rồi chúng ta sẽ học một từ. A này ôm, cô quên nữa. Phải nhớ nha. Đây một từ bắt đầu bằng letter A. What is it? Who knows? Who remembers? Okay, Tường Vy. Apple. Apple. Good job. Thank you, Tường Vy. Very good. Victor, turn on the mic and repeat this word for me. Apple. Apple, good job. Okay, so remember to aspirate the letter P. Rồi, ở phía sau này. Đây, bật hơi cho cô nha. Apple. Apple. Không có apple nha. Apple. Bật hơi pào cho cô nha. Apple. Orchid. Orchid, turn on your mic. Apple. Okay, Thời Chi. Listen to me and repeat. Nghe lại câu này và lặp lại này. Apple. Hồi nãy Thời Chi đọc apple.
đúng rồi, nhưng mà đọc nhẹ nhàng lại thôi. Apple. Apple. Good job. Very, very good. Excellent. Thank you, Orchid. Okay. Rebecca. Apple. Apple. Good job. Thank you, Rebecca. David. David, turn on your mic. Apple. Apple. Excellent. Apple. Okay. Thank you. Công thưởng, David. Very good. Emma. Apple. Apple. Very good. Thank you, Emma. How about Bob? Bob, focus on the lesson. What are you doing? Bob, can you hear me? I will count 1, 2, 3. Turn on your mic, Bob ơi. Bob, anh Đức, you forgot your name. Okay, repeat this word for me. Apple. Very good. Very good. Very expressive. Okay, thank you, Bob. Rồi, Bob đọc ngữ em qua đúng rồi. Rồi, từ này là apple có nghĩa là trái táo này. Rồi, bắt đầu bằng letter A này. Okay, how about this letter? Who remember this letter? How do we pronounce it? Okay, Victor. Hey. Ê, hỏi Thiên ơi, dập dập, cô không nghe. Can you say that again? B. B, good job. Okay, remember, we don't aspirate B. P, 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 not P. Just B, B. Rồi, nhớ cho cô, chữ B này không bật hơi nha. Đọc cho cô bình thường thôi. B, B, không có P nha. B. Okay, now I need some of you to repeat this lesson for me. Anna. À, Anna, con mở mic lên con ơi. Cô thấy con giơ tay này. B. B, very good. Thank you, Anna. Turn off your mic, Anna. Okay, Lucy. Lucy. Turn on your mic. Lucy, where are you? Okay. B. B, very good. David. Thank you, Lucy. B. B, very good. B. Okay, thank you, David. B. Turn off your mic. Okay, turn off your mic for me. Angela. B. B. Okay, can you say that again? B. Okay, thank you, Angela. Shame. Shame. Why are you happy? Sao vui thế? Please repeat this letter for me. Yeah, B. B, good job. Excellent. Thank you, Shame. Okay, now we will discover one word that starts with the letter B. Rồi, chúng ta khám phá xem một từ bắt đầu letter B đây. Okay, từ này bắt đầu bằng letter B này. How about this word? Who remembers? Who remembers? Okay, who knows how to read this word? Okay, let me see. Emma. Bye-bye. Excellent. Thank you, Emma. Very good. Orchid. Turn on your mic. Orchid.
this work for me? Okay, repeat after me. Baby. Baby. Okay, perfect. Thank you. Okay, Tường Vy. Baby. Well done. Very good. Thank you, Tường Vy. How about Bob? Happy. Not by baby. Baby. Happy. Okay, con không đọc không cần bật hơi nha, Bob. Yeah. Okay, thank you, Bob. Thank you, Bob. Anna. Anna, turn on your mic. Baby. Okay, baby. Baby. Anna, nhớ rằng cái chữ bờ phía sau này không bật hơi nha. Hai chữ bờ này không bật hơi hết. Baby, not baby. 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 Không bật hơi nào. Baby. 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 Okay, good job. Rồi. Từ cuối đọc đúng rồi đó. Thank you, Anna. Thanks a lot. Next. How about this letter? Who remembers this letter? If you know, raise your hands. Okay, Victor. Say. Say, good job. Thank you, Victor. Angela. Say. Say, thank you, Angela. Excellent. Say. Tường Vy, Tường Vy. See. See, very good. Thank you, Tường Vy. Rebecca. See. See. Excellent. Thank you, Rebecca. Emma. See. Okay, excellent. Thank you, Emma. Orchid. Orchid. Maybe. Okay, look at this letter. Nhìn cái chữ cái này cho cô nào. It's not baby. Em có. Ôi Huyền nè. See. 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 Good job. Thank you, Thùy Chi. Thank you. Đình Kiên vào chưa? Okay, Daniel. See. Excellent. Thank you, Daniel. Tường Vy. Rồi. Tường Vy. Turn on your mic. See. Perfect. Thank you, Tường Vy. Turn off your mic. James. James, can you hear me? Okay. Repeat this list for me. Say. 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 Thank you. Thank you, James. How about Matt? Matt? Yeah. Okay. Repeat this letter for me. Say. Say. Excellent. Thank you, Matt. Thank you so much. Okay, now we will discover one word. Let's start with the letter C. Rồi, một từ bắt đầu bằng letter C này. Who remembers? What is it? Là từ nào nhỉ? Who remembers? Okay, Anna. Anna. Okay, speak out loud for me. Nói lớn lên nào Anna. Cat, very good. Good job. Thank you, Anna. Lucy. Okay, Lucy. Lucy.
Turn on your mic and repeat this word for me. Cat. Cat. Very good. Thank you, Lucy. Mat. Mat. Okay, turn on your mic. Cat. 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 Very good. Cat. Thank you, Mat. How about Daniel? Daniel, where is Daniel? Dạ, thưa cô, cat. Cat. Rồi nhớ con cuối nha. Cat. 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 Okay, next letter. Chữ cái tiếp theo nha, chữ cái tiếp theo nha. Okay, who remembers this letter? Bạn nào nhớ chữ cái này? Who knows? Dạ con nhớ. Raise your hands. Đi. Đi. À, hồi nãy cô nói sao ta? Cô mời mới trả lời nha. Xem. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Ok, David, David. Đi. Ah, turn on your mic. Đi. Đi. Very good. Đi. Đi. Ok, thank you, David. Rồi, cảm ơn David nha. Orchid. Please repeat this letter for me. D. D. Okay, excellent. Thank you, Orchid. Emma. D. D, very good. Thank you, thank you, Emma. Peter. D. Okay, excellent. Bob. À, Bob ơi, đọc lớn lên. D, very good. D, good job. Rồi, đợi con xíu nha. Bạn Minh Huy vào chưa? Okay, let's go on. Okay. Dạ, cô ơi, cô. What's up, Bob? Đó. Rồi con nói gì Bob? Đó. Rồi không có gì thì thầy Alex có dạy cô. Bữa nay thầy Alex không có nha, dạ nha. Dạ. Hôm bữa thầy buồn. Thầy buồn mấy đứa quá à, nên bữa nay thầy không có dạy rồi. Hôm bữa mấy bạn ồn quá thầy dạy không được. Tiết sau thầy dạy là không được ồn nha. Lắng nghe thầy giảng bài nghe chưa? Ok. Rồi một từ bắt đầu bằng letter D. Đó là từ who remembers Victor? Dog. 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 Excellent. Thank you, Victor. Angela. Dog. Dog. Ok. Your pronunciation dog is so amazing. David, turn on your mic. Dog. Dog. Okay. Thank you, David. Okay. Orchid. Orchid. Dog. Dog. Excellent. Tường Vy. Dog. Okay. Perfect. Emma. Dog. Okay. How about James? James? Dạ có. Okay, repeat this word for me. Dog. Dog. Very good. Max? Dạ, có. Rồi, repeat this word for me. Dog. Dog. Thank you, Matt. How about Daniel?
Dạ cho cô dog. Dog, very good. Next letter. Chữ cái tiếp theo. Who remembers? Who remembers this letter? Okay, Victor again. E. E, very good. E. E. Rồi dài ra xíu nha. E. E. David. A. E, very good. A. Cẩn thận nha David. David cẩn thận nha. E not A nha. E. Okay. Orchid. Ok, thank you. Bữa nay ngữ âm mấy bạn rất tốt. Emma. Ok. Hey, excellent. Thank you, Emma. Rồi, một từ bắt đầu bằng letter E. This E. Egg. Egg. Rồi, nhớ nha. Đây, khi nó đứng một mình, nó sẽ là letter. Nhưng khi nó vào trong từ thì nó sẽ là sound. Nó sẽ là âm rồi. Rồi cái này thì chừng nữa mình cao hơn mình học tiếp nha. Đọc cho cô lại từ này. Egg. Now, Victor. Egg. Egg. Not e không nha con. Có âm g cuối yeah. Nữa. Egg. Angela. Thank you, Victor. Yeah. Very good. Egg. Okay. Angela, đúng rồi đó. David. Ok, công thuận tốt hơn. Công thuận tốt hơn rồi đó. À, em à. Ok. How about this letter? Who knows? Who remembers? Anna. Okay, listen to me. Listen to me and repeat. F, 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 F. Okay, clearly, clearly. Rebecca. F. Okay, good show. Rebecca đọc rất là tốt, âm cuối rất tốt. Daniel. Dạ cho cô F. F, very good. F. Shame. Dạ có. Okay, repeat. F. F, very good. Rồi một từ bắt đầu bằng letter F. This E. Fox. 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 Rồi một từ bắt đầu bằng letter F đây. Đó là từ fox, có nghĩa là con cáo nha. Fox. Fox, fox. Okay, I need three of you to repeat this word. Let's see. Angela. Fox. Okay, fox. 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 Okay, practice a lot. Practice more, Angela. Thank you, Angela. Tường Vy. Fox. Fox, very good. Thank you, Tường Vy. How about Matt? Matt? Fox? Fox, Fox. Rồi, bằng Matt. Bằng Matt đọc rất là tốt. Next, Lester. Who remembers? Who remembers? Okay, let's see. Okay, let me tell you. This is tree, 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 tree. Okay, now, Rebecca. Rebecca. Tree. Tree, very good. Thank you, Rebecca. David. Tree. 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 Very good. Thank you, tree. Rebecca. Okay, rồi. Từ cuối cùng đọc rất tốt. Anna. Fox.
Anna. Can you hear me? Thì Dương. Có nghe con không? Mở mic lên đọc lại chữ cái này cho con nào. Tree. Tree. Tree, okay. Thank you, Anna. Tree. Rồi, một chữ bắt đầu bằng letter tree. This is... Con tao. Biết tao, con biết tao. Okay, one word that starts. One word starts with the letter G. This is girl. 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 Okay, now I need David. David, can you repeat good. This word for me? Girl. Good. Okay, thank you, good. David. Good. Okay, David. Okay. Pocket. Repeat after me. Girl. Car. Rồi bạn nào bắt chước cô không được có thể đọc girl. 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 Bình thường nha. Cái âm R rất là khó nha. Rồi đọc lại girl. Repeat yourself. Lặp lại tự mình nha. Next letter. Who remembers? Who remembers Angela? This letter is a little bit difficult. Okay, Angela. Okay. I guess you forgot this letter, right? Don't we? Hey. Ice. Very good. Eight. 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 Nó tương tự với giống như là số 8 tụi con đó. Eight. Nhớ con cuối nha. Eight. Eight. Rồi, một, hai bạn nha. Jim. Jim. Mày có. Rồi, đọc lại chữ cái này cho con nào. Eight. 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 Âm cuối quan trọng eight. Nha. Eight. Very good. Eight. Thank you, Jim. Matt. Eight. Eight. Very good. Thank you, Matt. Eight. Rebecca. Eight. Eight. Very good. Nhớ nha, con cuối nha. Không thôi là lầm với chữ A đó nha. A và eight. Nó khác nhau nha. Okay. Một từ bắt đầu bằng letter eight. This E. Who remembers? Who knows? Ok, Tường Vy. Hat. Hat, very good. Ok, Victor. Can you repeat this one? Hat. 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 Ok, Victor. Hat. Cô kêu bạn nào? Cô kêu bạn nào? Cô kêu bạn nào? Ok. Emma. Hat. Hat. Very good. Next. Chữ cái này đọc là gì? Who knows? Lucy. Okay, Lucy. Okay, Victor. You forgot? Ai. Ai, good job. Rồi này đọc dễ quá phải không? Ai, không có âm cuối gì hết. Ai, Bob. Ai. Ai, excellent. Ai. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Daniel. Daniel. Where are you? Rebecca? Hi. Very good. Now, one word starts with the letter I is insect.
Insect. Đây, từ này bắt đầu bằng letter I này. Insect. Insect. Có nghĩa là côn trùng nha. Okay, now I need two of you to repeat this word. Victor. Insect. Very good. Okay, thank you, Victor. Rất tốt. Emma. Insect. Very good. Rồi, chỉ còn âm cuối nữa thôi. Âm cuối nữa là hoàn hảo rồi. Lucy. Insect. Okay, insect. Okay, next. Rồi, letter này đọc là who knows, who remembers. Okay, từ Vy. Tường Vy, if you don't say, I will call Victor. Kai. Okay. Hey, Jay. 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 Thank you, Victor. Rebecca. Kai. Rebecca. Rồi, đọc lại nè. Jay. 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 Rồi, đọc đúng rồi đó, Rebecca. Thank you, Rebecca. Jay. How about Angela? Jay. Jay, good job. Thank you, Angela. Matt? Matt? Jay. Jay. Okay, thank you, Matt. Jay. James. Jay. Thank you, James. Jay. Rồi, một từ bắt đầu bằng letter J. This is James. Rồi, tương tự như tên của James luôn. James. James. Cái âm ở giữa giống như là âm A vậy đó. Rồi, bạn nào mở mic nữa rồi? James. Đặt mic tiếp cô nào. Rồi. Ở giữa âm này sẽ giống như âm A của mình trong tiếng Việt, nhưng mà nó hơi bẹt ra xíu nha. James. Rồi, ok now. I will call Tường Vy. Tường Vy. Jam. Can you hear me? Jam. Very good. Jam. Emma. Hello. Emma, repeat after me. Jam. Jam. Okay, next. Thank you, Emma. Rồi, chữ cái này, who knows? Jam. Members. How about this letter? Yeah, jam. Who remembers? Okay, Hậu Thiên, Victor. Kai. Okay, listen to me. Kai, not Kai. Kai. Ai. Kai. Okay, Bob. Yeah. Repeat this letter for me. Lặp lại chữ cái này cho con nào. K. Not Kai nha. K. Dạ. Kai. Okay, thank you, Bob. Turn off your mic. Daniel. Cái thằng này mày mở mic được. Daniel, where are you? Đình Kiên. What are you doing? Rồi, Đình Kiên không trả lời luôn ha. Rồi, một chữ bắt đầu bằng letter K. This is kite. Kite. Có nghĩa là con diều nha. Rồi, đọc lại cho cô từ con diều nào. Emma. Kite. Kite.
Rồi, good job. Thank you, Emma. Rebecca. Kite. Kite. Excellent. Thank you, Rebecca. How about Anna? Anna, where are you? Kite. Kite. Good job. David? Kite. David? Kite. Okay, kite. Good job. Kite. Rồi, ông cứ rất tốt. Kite. Thank you, David. Kite. Kite. Rồi, letter này. We have to say L. 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 Clearly? Okay, now. Tường Vy. L. L. Thank you, Tường Vy. James. L. 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 Okay, thank you, Shem. Matt? Yeah. L. L, good job. How about Emma? L. L, very good. Thank you, Emma. Rồi, một chữ bắt đầu bằng letter L. This is lion. 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 Okay, now Angela, please repeat this word for me. Lion. 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 Okay, thank lion. You, Angela. Lion. Thank you, Angela. Lion. Rebecca. Lion. Very good. Thank you, Rebecca. Lucy. Lucy. Lion. Lucy mở mic lên nào. Lặp lại từ này cho con nào. Lion. Con xin cô cho con đi uống nước. Con xin cô cho con đi uống nước. Okay. Suit yourself. Cô ơi, con xin cô cho em đi tiểu. Em đi ra. Rồi đi nhanh lên nha con. Turn off your mic. Remember to turn off your mic, please. How about this letter? Who knows? Okay, Hậu Thiên. M. M. Very good. Thank you, Victor. Bob. 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 Can you hear me? M. 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 Okay, thank you, Bob. Tường Vy. M. M, very good. Một từ bắt đầu bằng letter M. This is man. 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 Okay, now Victor, repeat again. Man. Man, very good. Daniel. Oh, M. Okay, man. Rồi, ngay từ này trong câu này không còn chữ cái nữa. Man. Man. Very good. Man. Từ man này bắt đầu bằng letter M. Thấy chưa? Man. Em thấy đàn ông không? Rồi, man. Em thấy đàn ông không? Hả? Okay. Em là đàn ông à? Hay đàn bà? Đàn ông. Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Nói to lên. Đàn ông. Rồi, bạn nào mở mic tắt mic giúp cô nào? Okay, today we are gonna take a look at three letters in the alphabet. This is blah blah blah. Okay, cô chưa nói ra đâu nha. Okay, this letter. Who knows in advance? Bạn nào biết trước rồi? Victor. N. N. Very good. Thank you, Victor. Tường Vy.
And. And, very good. Rebecca. And. Very good. Now we will discover one word that starts with the letter N. This is nose. Nose. Rồi, từ này bắt đầu bằng letter N này, thấy chưa? Rồi, nose, có nghĩa là cái mũi này. I need some of you to repeat this word for me. Anna. Anna. Okay, look at this picture. Đọc lại cho cô trên hình này. No. Nose. Có no. Mũi nào? Nose. Nose. No. Okay. The last one will be Jim. 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 Dạ cô. Jim đi vệ sinh rồi hả? Okay. Repeat this word for me. Nose. Nose. Very good. Nose. Thank you, Jim. How about this letter? Còn chữ cái này thì sao? Who knows? Who knows? Okay, Victor. Oh. Oh, very good. Oh. Now, David. I will invite David to repeat. Oh. Oh, very good. Oh. Thank you, David. Thank you, David. Thank you so much. How about Anna? Anna. Oh. Oh, very good. Now we will also discover one word that starts with the letter O. Rồi một từ nữa bắt đầu bằng letter O. Đó là orange. Orange. Rồi, thường tụi con biết orange là màu gì? Màu gì nhỉ? Màu cam. Màu cam đúng không? Màu cam đúng không? Nhưng orange cũng có nghĩa là trái cam nha. Orange. Orange. Okay. Now I need some of you, two of you to repeat this word. Rebecca. Orange. Orange, very good. Âm cuối rất chính xác. How about orchid? Orange. Orange, very good. Tường Vy. Orange. Orange. Orange, very good. Orange. The last letter will be, who knows? Peter. P. Very good. P. Remember to aspirate. P. Nhớ bật hơi cái này lên nha. P. 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 Rồi, rõ chưa? Now P. I will call Daniel. Dạ thưa cô. P. Rồi, bật hơi cho con nào. P. 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 Bật hơi cho con nha. P. P. Dạ. P. 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 Daniel, bóp. Bóp. P. Bóp P. Quên. Quên. Rồi, bạn nào mở mic tắt mic giúp cô nào? Chị bạn bóp mở mic thôi. Quên. P, very good. Nhớ bật hơi nha. P. Rồi. Tắt mic giúp cô nào. Rồi, một từ bắt đầu bằng letter P. This is pencil. Pencil. Rồi, một từ bắt đầu bằng letter P, đó là từ pencil. Ok, Anna. Con xin cô, con đi vệ sinh. Ok, pencil. See yourself. Pencil, very good. Ok, Angela. Pencil. Rồi, pencil. Nhớ hồi nãy cô nói pencil. Không? Hơi lên nha, pencil. Pencil. Okay. Now... Open your notebook and use your pen to write down this word for me. Không có chạy màn hình nhé. Đưa cái này. Để xin cô đi ăn. Cô. What is it? Okay, what's up? Rồi, lấy sách ra. Lấy cặp ra ghi đánh này cho cô nào.
Cô sẽ đi dạo một vòng để xem bạn nào không ghi bài nha. Cô trừ sao nha. Bạn nào không mở camera cô cũng trừ sao luôn. Ghi bài nha. Okay, if you have any questions, let me know. You have 5 minutes to complete. 5 phút hoàn thành nha. Hurry up. Cô ơi, phiếu chữ mấy dòng cô? À, con viết hết này cho cô nha. Rồi sau bài học tụi con ghi sẽ một chữ xin lạ. À, 3 dòng thôi. 3 dòng. Ừ. Sau khi học bài xong copy cho cô nha. Cô giữ 3 dòng đúng không cô? Đúng rồi. Nhưng mà một dòng ít nhất cũng 3 chữ nha. Nhưng mà cô ơi, con chữ trong không có biết chữ ba luôn không nhỉ cô? Cô con chữ trống cô. Rồi nghe cô nói này, nghe cô nói này tắt mic hết cho cô nào. Rồi bây giờ sao con? Cô gửi cho con qua Zalo chứ con hôm nay không học cùng chị Huyền. À, đúng rồi. Con biết rồi. Thank you Daniel. Thank you bro. Sau hết 5 phút thì cô sẽ chuyển slide nha. Cô chuyển là gì ạ cô? À, chuyển trang. Rồi, vừa ghi vừa nghe cô nói nha. Hat bắt đầu bằng letter H. Insect bắt đầu bằng letter I. Jam bắt đầu bằng letter J. Kite bắt đầu bằng letter K. Lion bắt đầu bằng letter L. Man bắt đầu bằng letter. Thôi nhanh quá con ghi kịp. À con cứ ghi đi. Con cứ ghi đi. Cô chỉ nói thôi. Bạn nào tiếp thu trong quá trình ghi được thì tốt. Five cô minutes. Ơi con ghi xong rồi. Wow. Matt hay là Jam? Ai ghi xong hồi nãy vậy? Giỏi quá. Con là chắc Max đúng không? À cô thấy rồi. Tường Vi hả? Dạ. Ok, very good. Hỏi cô ơi, cô hết chưa? Cô you have 3 minutes left. 3 phút nữa nha. Hôm nay là ngày 18 tháng
August là mấy tháng mấy không? August là tháng 18. 18 tháng mấy? 18. À này. Và tháng này. Wednesday này. Wednesday là thứ mấy? Là thứ 5. Được. Oh my gosh. Wednesday. Đó, Wednesday mà. Wednesday, Tuesday, hôm nay. Con xin cô con đi vệ sinh. Okay, help yourself. Xong rồi. Con nói hơn cô, con xong rồi. Oh, very good. Con ơi, con vậy con chữa chống cô. Vậy con chữa chống bọng làm gì? À, con biết hết. Chữ này vô tập cho mình nha. Đừng chừa chỗ chống nha. Dạ. Yeah. Sau tiết học thì copy cho cô. Ok. Dạ. Yeah. Rồi, cô chuyển slide nha. Bạn nào ghi chưa xong thì cô sẽ gửi lên nhóm. Ok. Con ghi chưa xong. Cô ghi xong. Cô, rồi, cô ghi con ghi xong rồi cô ơi. Xong rồi cô. Rồi giỏi quá. Cô ơi bóp xong rồi. Bạn nào ghi xong chụp hình cô có sao hết nha. Bài tập sao hết. Dạ. Ok. One minute left. Một phút nữa nha. Cô ơi, cô xong rồi. Ok, giỏi quá. Chuyển slide cô nha. Rồi, ghi thêm 3 từ nữa cho cô. Nose. Orange. Pencil. Đọc. Đọc 3 từ nè. Cô ơi, con chưa xong. Nhưng mà con chưa xong. Rồi, Angela để đó nha con. Lát cô gửi lên Zalo rồi con ghi tiếp nha. Dạ. Ok. Rồi nhớ cho cô này. Ok, nhớ cho cô này. Từ orange có nghĩa là màu cam và cũng có nghĩa là trái cam. Orange. Orange. Nose. Pencil. Cô ơi, nhưng mà mấy tháng mới đổi được đồng hồ vậy cô? À, cô không nhớ nữa. Xong rồi tới chữ gì nữa cô? Cô không nhớ nữa sao con? Chữ cá xong tới chữ gì nữa cô? Chữ gì con? Con nói cô nghe rõ. Chữ cá xong rồi tới chữ gì nữa cô? Angela đang nói hả? Hay Thùy Chi? Con không phải con. Thì... Bà... Rồi, bạn nào ghi không kịp thì cô gửi lên Zalo ghi tiếp nha. Dạ. Ok, because we don't have enough time. Chúng ta không có đủ thời gian nha. Cô ơi, con xong rồi. Xong rồi hả? Cô, giỏi quá. Con biết xong rồi. Ok, good job. Thank you, Bob. Con chưa biết xong. Rồi, go on. Viết tiếp nha.
Cô ơi, cô con viết xong rồi. Quá giỏi. Rồi, ok, quá giỏi. Slide này cô sẽ gửi cho mấy bạn thêm một phút nữa nha. Cô ơi, xong rồi. Rồi, giỏi quá. Hết một phút mình bắt đầu tiếp nha. Rồi. Rồi, ok. James xong chưa? James. Turn on your camera. Đã chưa? Mở camera lên James ơi. Cô còn viết gì nữa không cô? À không con ơi, viết này là xong rồi. Dạ. Cô có làm bài tập không cô? Dĩ nhiên là có rồi. Rồi bạn nào chưa xong cô gửi lên nhóm nha. Cái reminder. Ở bên con mưa rồi, mấy bạn nghe rõ cô không? Con nghe được rõ. Dạ nghe. Con nghe hơi rõ. Rồi cô sẽ gắng nói lớn lên xíu nữa nha. Bên con mưa hơi lớn. Rồi. Please do exercise page 46 and 47. Làm cho cô trang 46, trang 47 trong sách bài tập. And practice reading. Những từ sau đây cho cô. Luyện tập đọc những từ sau đây cho cô. Kite, man, lion, hat, jam, insect, nose, orange, pencil. Cái này cô gửi lên Zalo luôn nha. Nhớ là bài tập trang 46, trang 47 cho cô. Hả? Viết mấy trang được cô? Cái nào con? Viết mấy trang được cô? Cái bài cô gửi qua thì viết một trang thôi nha. Gần nào copy thì viết mỗi từ, viết cho cô ba dòng nha. Nhớ là bài tập trang 46, 47 cho cô. Dạ cô. Rồi, cái này cô sẽ gửi lên group Zalo. Ok. Ok, before we practice, you have 5 minutes to take a rest. 5 phút giải lao nha. You can go to the restroom, grab some food, drink water, whatever you want. Con xin cô cho con y tá. Ok. 5 phút nha. Con xin cô cho con đi vệ sinh. Ok. Tự nhiên con nha, 5 phút mà. Khỏi xin cô nước. Cũng được. Khỏi xin cô cũng được. Mình đang có 5 phút giải lao. Dạ. Yeah. Cô con viết xong rồi. Giỏi. À cô quên nữa. Bạn nào nghỉ giải lao mà vẫn còn ngồi đó, muốn ghi thì cô xô cho ghi nè. Bạn nào ghi chưa xong mà còn ngồi ở đó muốn ghi tiếp thì nhìn lên bảng của cô. Mấy bạn
bạn biết chat đúng không? Chat cho cô thử xem nào. Chat là cái gì cô? À, mình trò chuyện á. Một xíu nữa chúng ta sẽ luyện writing. Writing. Cô thấy mấy bạn giơ tay này là mấy bạn biết chat đúng không? Cô ơi, cô, con hết chỗ rồi. Con biết sai. Cái mẹ mô tập mới nha. Cái mẹ mô tập mới nha, Angela. Dạ. Sao? Mẹ? Sao? Em hiểu sao chứ mẹ? Con đâu cũng chắc các mẹ hát. Cô. Sao con? Mấy giờ cô? 8 giờ rồi. Sắp xong hả cô? Ừ. Dạ. Chú ý bài hơn nha bố. Con biết xong hết rồi cô ơi. Giỏi quá. Match. Ghi chữ đàng hoàng cho con. Match. Ghi chữ cẩn thận hơn nha Match. Các bạn. Vào đây. Mẹ ơi, sao đây? Nó đen xì lì á? Cô ơi, cô viết xong rồi. Rồi, giỏi quá. Con. Cô ơi, cái hồi này con chưa biết xong. Ok, go ahead. Bob, what are you doing? Why don't you turn on your camera? Okay, I need to see your face. Nano, I need to see your face.
as well. Okay. Four. Okay, time four. Up. Up. What's up? Em thấy màn hình đen xì à. À, thấy màn hình của cô trên bảng không? Bảng trắng nè. Tại laptop của cô bị hư rồi. Tại laptop của cô bị hư rồi. Con thấy màu đen. À, màu đen là cái nick của cô thứ hai á. Còn cái nick cô đang chiếu cho tụi con là nick thứ nhất. Bởi vì laptop của cô bị hư rồi, bị trục trặc một xíu. Yeah. Nên cô dùng cái này không có camera. Okay, time's up. Come back. Trở lại hết nào. Come back. Okay. Open your student book. Turn to page 47. Mở sách ra trang 47 cho cô nào. Student book nha. Cái cuốn có màu á. Cuốn có màu á. Có cái cuốn không có màu, hay cuốn có màu rồi cô. À, cuốn có màu nha con. Turn to page 47. 47. Trang 47. 47. Ten seconds for you. 10 giây nữa nha. 10 giây cho mấy bạn dịch sang trang 47 nha. Do you see the picture? Bạn nào nhìn thấy cái hình giống của cô trên màn hình không? Có. Dạ cô cũng thấy rồi. Okay, now listen to me. Your duty is to look and find. Nhìn và tìm cho cô. Đầu tiên, tìm cho cô letter trước, chữ cái nha. N, O, P. Rồi tìm đi. N, O, P. You need to find uppercase and lowercase. Tìm cho cô chữ thường với chữ viết hoa luôn nha. N-O-P. Cô ơi. Sao đang nổ? Cũng thấy màn hình đen xì đấy. À, có chị Rebecca đó không? Không. Vậy hả? Sao con không thấy màn hình cô ta? Rồi con dở trang sách của con á. Rồi cô ơi. Ok, good job. Nam nổ. Con xong chút nữa rồi cô. Con xong rồi hả? Okay. Next, listen to me. You have to find. Lần này không letter nữa nha. Không phải chữ cái nữa nha. Mà tìm cho cô từ luôn nha. Hình ảnh này. Orange. Tìm cho cô orange. Orange, circle it. Con chọn lại nha, orange. Jim, have you finished? Tìm cho cô xong chưa? Orange. Dạ rồi. Okay, good job. Orange. Right. Nose. Cô ơi, dạ không. Orange ở dưới cái đĩa. À, cái gì cô không nghe rõ. Rồi next, listen to orange. Me. Orange. Nose. Orange. Nose. Nó ở bên tờ giấy cô à. Rồi, Jim, đừng nhắc mấy bạn nè, để mấy bạn tự làm nào. Nose. Nose. Okay. Next, pencil. Pencil.
khăn tròn vào cho cô nha. Cái này là chụp hình gửi lên nhóm cho cô luôn nha. Gửi riêng cho cô cũng được. Orange, nose, pencil. Okay, have you finished? Mấy con xong chưa? Yeah, xong rồi. Rồi, giỏi quá. Biết xong rồi. Tìm trong hình khuôn tròn cho cô nha. Ok. Cô nhắc lại này, bạn nào chưa làm thì lát làm xong bài học làm cho cô nha. Tìm cho cô cái chữ cái N O P. Tìm cho cô cả tiếng chữ thường và chữ viết hoa luôn nha. Rồi, orange, nose, pencil. Rồi, pencil là cái gì tự nhớ nha. Khoanh tròn cho cô vào pencil, pencil, nose, orange. Okay, next. N-O-B. Rồi, đây là bảng chữ cái tiếng Anh đây. Cô cần tụi con phân biệt cho cô hai âm gần giống nhau nhưng tụi con phải đọc khác nhau. This is A N H H A H. Okay. A B C. Không hát này. David. Turn on your mic. Đọc lại cho cô hai cái chữ dễ lầm lẫn này. Hai chữ cái này. A, A. A, okay. How about this? A. Eight. Eight. Rồi, hai cái này có âm cuối thì người ta sẽ hiểu tụi con đang đọc chữ H này. Không có âm cuối người ta sẽ hiểu con đọc chữ A. Đây. Rồi, một một cặp từ nữa. Đó là B, B và P. B, P. B, P. Rồi, một bạn nào. Tường Vi. Đọc cho cô hai từ dễ nhầm lẫn này nào. P. Okay, how about this? P. Very good. Rồi, nhớ chưa? B, không bật hơi. P, bật hơi. Khi tụi con đọc P, người ta sẽ biết là tụi con đang đọc chữ chữ này. Khi tụi con đọc B, người ta sẽ biết là tụi con đọc chữ này. Ok. Nhớ chưa? A, H, B, P. Ok. À, cô quên nữa. Quay video. Đọc cho cô từ A cho tới P. Gửi qua cho cô. Rồi, cô đọc mẫu nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ok. Is it clear? Rõ rồi đúng không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ luyện viết nha. Luyện writing và luyện listening luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra về letter, chữ cái. Cô sẽ đọc chữ cái bằng tiếng Anh. Cô sẽ chọn ra bạn hai bạn nào chat nhanh nhất mà đúng nhất thì mỗi bạn được một sao. Rồi, ok. Are you ready? Are you ready? Tường Vi. Says. Okay, thank you, Tường Vi. Now listen to me. Listen carefully. Cô đọc chữ cái nha. Rồi, nghe kỹ này. Rồi chat cho cô nha. Cô sẽ kiểm tra trong khung chat bạn nào ghi đúng nhất mà nhanh nhất. Bạn đó nó một sao nha. Okay, let's start. K. K. Cô chat là gì ạ cô? K. À, con bấm vào khung 3, giống 3 chấm nha con. Bấm vào trò chuyện là con sẽ chat được với cô nha. Ok.
Okay. Cham and Tường Vy. One star for each of you. Bạn Tường Vy và Cham nhanh nhất và ghi đúng nhất. One star for Cham and Tường Vy. Good job. Ok, cô thấy thuộc Rebecca luôn. Nhưng mà Rebecca ghi hơi chậm nha. Lần sau ghi nhanh hơn xíu nha. Ok, Daniel. Chat K cho cô nào. Rồi, cô thấy Daniel chat K luôn. Very good. Emma, con biết chat không? Chat chữ K cho cô nào. Hậu Thiên, very good. Yeah. Much good. How about Anna? Chat cho cô nào. Ok. Mấy bạn chat đúng hết trơn rồi. Ok. Ok. Bob, very good. How about Anna? Anna. Con bấm vào nút ba chấm nha. Con bấm chữ trò chuyện là con có thể chat được nha. Rồi, cô thấy mấy bạn chat rất là chính xác. Nhưng mà bạn James và bạn Tường Vy được sao thôi, tại hai bạn nhanh tay nhất. Now next, listen carefully. Jay. Okay, let's start. Okay, David, Bob, one star for each of you. Bob, một sao. Với David, một sao. Rồi. Nhanh tay lên nha. Nhận sao nha. Ok. Next. Mấy bạn chat đúng rồi đấy. Next. À. Hồi nãy cô. Cô ơi cô. Quay video đọc cái con gì cô? À, quay video. Đọc cho cô từ A cho tới P. Rõ chưa? Rồi hồi nãy cô ghi là chữ K này. Rồi bây giờ cho chữ J này. Ok. Next, M. Okay, Bob, one star for Bob. Rebecca, very good. Sorry, let's see again. Bob and Jane, sorry, Rebecca. Sympathize for me. Bob, Jane, one star for each of you. Right. Rồi, cô thấy ai cũng ghi đúng. Bạn nào tắt mic giúp cô nào. Rồi, cô mới đọc chữ M. Mấy bạn chat đều đúng hết. Chỉ có bạn bạn Bob và bạn Jam nhanh tay nhất. Next. P. Coi chừng làm nha. P. Ok, Jam and Bob again. Rồi, mấy bạn kia nhanh tay lên xíu nữa nha. Nhanh tay xíu nữa nha. P. Rồi. Quá giỏi. Ai cũng nhắn đúng hết. Nhưng mà được cái chạm tay hơn bạn Jam. À, chạm tay hơn bạn Jam và bạn Bob rồi. One star for each of you. Jam and Bob. Next. Hồi nãy cô đọc chữ gì ta? P. Very good. Này cô ghi viết hoa viết thường gì cũng được nha. Cô đều chấm đúng nha. Next. A. Who will do first? Bạn nào ghi đầu tiên đi. A. Okay, Sam, one star for you. Rebecca, one star for you. Rebecca and Sam, one star for you. Rồi, Lucy. Và David. Cô đọc A. Cô không đọc A. Cô không đọc âm cuối nha. Cô đọc A không à. Rồi, chỉ có bạn Lucy và bạn David. Ok. A. Tiếp theo này. B. Ok, Tường Vy, one star for you. Tường Vy, very good. One star for you. B. Ok. After Tường Vy is Bob.
Okay, next. B. Next. Rồi, mấy bạn nghe à, chữ cái rất là tốt nha. Rồi, chữ cái tiếp theo, next. Eight. 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 Chữ ý âm cuối nào. Tường Vi, one star for you. Eight. Okay, next. Công Thuận. David will be the next. Công Thuận với Tường Vi. Chat đầu tiên, đúng. Eight. One star for each of you. Very good. Mát. Mát chat, chữ đó là chữ, chữ cái đó đọc là Y rồi. Cô đọc eight. Eight. Okay, next. O. 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 Okay, Bob, Anna. One star for each of you. Very good. Okay. I see Angela, David, Rebecca, Angela, Matt, and Daniel. Ai cũng đưa ra đáp án đúng hết nha. Nhanh tay lên nào. Rồi, hồi nãy là bạn Anna với bạn Bob, đúng không? Okay, next. Cái ghê kia là. Rồi, hôm nay cô đọc chữ O. Next. Tắt tắt mic giúp cô nào. Next. Nghe kỹ này. I. 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 Okay. I see Bob first. And Anna will be the second. Anna và Bob. Mọi bạn nhận một được một sao nha. Very good. Rồi. Cô đọc là chữ I này. Angela, cô đọc chữ I không phải chữ P nha. Lucy, cô đọc chữ I không phải chữ X. Mà chữ X chúng ta chưa học mà. Rồi, bạn Angela, hồi nãy cô sửa rồi đúng không? Rồi, Đình Kiên, sửa lại cho cô, giúp cô nha. I. I. Okay, now. C. 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 Anna first. One star for Anna. Okay, Anna and Shem. Anna will get one star from me. And Shem will get one star from me as well. Very good. Let's see. À, Rebecca, sửa lại cho cô nha. Chữ C này là chữ cờ đó. Ok, rồi. Ngoài ra ai cũng đều đúng hết, chắc đúng hết. Nhưng mà chậm tay hơn thôi. Hurry up. Nhanh lên xíu nha. Ok. Tree. 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 Let's see. Can who do first? Tree. Okay, let's see. Okay, I will give Jam. Jam and Hậu Thiên. Jam and Hậu Thiên, one star for each of you. Very good, tree. Tree là chữ G nha, tree. Rồi, xem bạn nào sai cô sửa này. Rồi, Anna. Cái đó là chữ J. J. Cô đọc là chữ tree, không phải chữ J. Rồi, David cũng căng thẳng nha, J. Con đang nhắn chữ, con đang ghi là chữ J rồi. Bóp cẩn thận luôn nha, cái đó chữ J. Rồi, ngoài ra, A, Matt nữa. Rồi, ba bạn ghi chữ J, trong khi đó cô đọc chữ J nha, còn nhiều đúng hết rồi. Rồi, ok, next. D. 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 Jim, one star for you. And David, one star for you. Very good. Rồi, mấy bạn khác ai cũng đúng hết. Chậm tay thôi. Rồi, cấp độ khó hơn nha. Cấp độ khó hơn nha. Cô sẽ đọc chữ, đọc từ. Tụi con sẽ ghi, ví dụ cô ghi là đọc là lion. Bạn nào ghi từ lion, ghi trước và đúng. One star for bạn đó. Ok, now. Listen carefully. Insects. Insects.
Very good, Bob. One star for Bob. Insects. Anna ơi, sao chính tả rồi? Insects. Angela, cô đọc insect, không phải Cham. Insect, insect là côn trùng nha, insect. Từ này bắt đầu bằng letter I này, bắt đầu bằng chữ Y ngắn này. Let's see, sao bạn Bob là bạn? Ok, Cham. Rồi, bạn Cham ghi đúng chính tả này. Mấy bạn kia nhanh tay nhưng mà ghi sai chính tả này. Anna để chính tả cho cô. Angela để ý từ cho cô. Ok, Tùng Vi ghi đúng nhưng mà tách từ ra rồi. Rebecca ghi đúng chính tả nhưng mà bấm hơi nhanh nên chạy chữ này. Ok, Anna sửa một chữ cái trong từ đó cho cô nha. Insect. Rồi, Đình Kiên, Max đều đúng. Lucy, very good. Ai cũng đúng hết. Very good. Next. Nose. 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 Bob, one star for Bob. Bob có nhờ ai trợ giúp không ta? Nhờ anh hả Bob? Dạ anh. Anh đang để nói cho anh để nói cho con thôi. Cho nó nhắn tên. Con để nhắn nhanh lại thôi. Ok. Thank you Bob. Let's see. Bob and Tường Vi, one star for each of you. Mọi bạn một sao nha. Very good. Rồi để cô xem mấy bạn khác như nào. A Hậu Thiên chắc đúng nhưng mà hơi nhanh chạy chữ này. Anna very good. Matt cũng dễ luôn chạy chữ này. Rồi ngoài ra chắc đều đúng cho cô. Nose có nghĩa là cái mũi nha. Nose. Từ nose này bắt đầu bằng letter N, bắt đầu bằng chữ N đó. Okay, next. Orange. 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 Okay, one star for Cham. Cham nhanh tay quá. Very good. Oh, Bob again. One star for Bob. And Cham. Very good. How about other people? Tường Vy, very good. Lucy, excellent. Much way to go. Rebecca, perfect. Rồi, còn bạn nào nữa không? Thì Chi, spot on, very good. Đình Kiên. À, Đình Kiên chạy chữ rồi này. Angela. Very good. Rồi, hình như là hết rồi đúng không? Rồi, từ cuối cùng nha. Listen carefully. Pencil. 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 Ok, Bob again. Phải Bob nhắn tin không ta? Trung thật nha Bob. Anh của con chửi. Anh của con chửi. Rồi, anh chỉ con rồi bây giờ nhà học bài nha. Dạ. Pencil rồi. One star for Bob. One star for Bob and Lucy. Very good. Lucy, bữa nay đứng thứ hai rồi này. Rồi, một sao cho bạn Bob và bạn Lucy nha. Pencil. Pencil là cây bút chì bắt đầu bằng letter P. Bắt đầu bằng chữ P đó nha. Rồi, một từ cuối nữa đi nha. Let's see. Apple. 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 Bob again. You are smell fishy. Hơi nghi nghi nha. Bob and Jim. One star for each of you. Very good. Rồi, ngoài ra mấy bạn khác đều chat đúng hết nha. Very good. Rồi, xong rồi. Bữa nay kiểm tra mấy bạn nghe chính xác này. Viết chính xác luôn. Nhưng mà chậm thôi. Rồi, cảm ơn các bạn. So now, do you have any questions? Cô, cô. Sao con? Chị nuôi có người sao không cô? Chị nuôi có người sao không cô? À, nãy giờ con cô đọc thì con ghi sao luôn nha. Tại hồi nãy cô đọc, cô không có ghi sao. Cô lo kiểm tra không à. Tự ghi dạ, sao vô tập mình nha. Con được 9 sao.
Rồi bữa sau là tự làm nha bố, không phải đợi anh nhắc nha. Dạ. Bài cho cô nha. Okay, do you have any questions? Có ai có câu hỏi gì không? Nhớ làm bài tập cho cô nha. Quay video làm sao? Quay video gửi cho cô nha. Đọc từ A cho tới P. Rồi có bạn nào còn câu hỏi gì không? Không còn câu hỏi thì say goodbye to me and leave. Nhưng mà cô ơi, khi nào mới được đi học được cô? Không phải giờ. Goodbye. Cô, nhưng mà khi nào mới được đi học? Con không được làm sao? Được đi học. À, hết dịch mình đi học nha. Goodbye teacher. Goodbye class. Yeah. Goodbye class. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Con nghe nào con nói. Con bóng rồi mà. Rồi khó thuộc hôm nha. Thật nha. We stop here.